Nhân vật nữa trong Quỷ Búp Bê em đó là cái gì em? Rồi. Chờ tí nhá, bây giờ sẽ đến 5 phút giới thiệu. Bắt đầu, tôi sẽ đi cho mọi người biết. Chờ tí sẽ quay lại nhá. Em bị sói à? Ok. Đấy các bạn có nhận ra em này không ạ? Đây một em trong Vin. Phim Quỷ Búp Bê thật nhá, không phải Quỷ Búp Bê giả đâu. Em là ai, em giới thiệu đi, em là nhân vật gì trong Quỷ Búp Bê? Xin chào mọi người, mình là Cao Dập Anh, hôm nay rất vui được góp mặt ở trong livestream của anh Tuyền. Em là em đóng trong phim của Búp Bê không? Dạ có. Em là nhân vật gì ở trong đấy? Phương Cà Phê. Phương Cà Phê là hết đát nhưng không phải Lan Cà Phê. Đúng không ạ? Các bạn nhìn đây có đúng Phương không ạ? Ok, cảm ơn anh mọi người. Đây à, có đây là Giang đẹp trai. Anh ta đã vừa quay xong MV của anh ấy, phần của anh ấy. Ok, rất cảm ơn mọi người, tôi lại đi lên khác. Mắt thâm vào luôn. Đã bỏ mắt hôm qua đi trốn vội đi chơi bị gái nó đấm rồi. Em vào hình đi, em nói đi. Chào mọi người. Em nói đi. Chào mọi người, mình là một nhân vật vừa mới ở Trần Duy Hưng. Em tên là gì? Em là Mèo Phò. Em là Mèo Phò nha, em là Mèo Phò, em làm ở Trần Duy Hưng nha. Em này một nhân vật mới ở Trần Duy Hưng nha. Ok, cảm ơn em. Thôi rồi, Tuyền đi các để giới thiệu thêm nhiều nhân vật nữa hôm nay nha. Mắt anh Tuyền, anh Tuyền là đóng clip mà. Tí tầng được nào em? Đây để anh các em. Cảm ơn. Ngồi chờ, các ekip đang ngồi chờ đấy. Chụp gửi ra Zalo nhá, ok. Đấy, quay phần ngon đấy. Ui, rượu này. Để bây giờ em set up nốt cái ảnh này. Bạn có thể uống rượu, đây là rượu thật nhá. Đó. Đang đi tìm Quỳnh Búp Bê nhá, Quỳnh Búp Bê. À, đang quay nó bị bất sóng các bà con ạ. À, chúng ta lại quay lại chào chị ạ, chào anh em Thanh Hoán nha. Chúng ta lại quay lại với các bài hát nhỉ. Em giới thiệu đi, em là ai ạ? Xin chào mọi người, mình là Duy Anh. Mình là bên ekip của anh Văn. Sợ mắt đi. Duy Anh. Làm quản vừa rồi đấy, đấy. Ok. Mắt anh sao bị thâm thế, hôm qua đã bảo trốn vợ đi chơi bị vợ bị đánh ạ. Chào mọi người, đây là một trưởng đoàn quay. Quay cái gì không cần biết. Các bạn giới thiệu mình, bạn ai ạ? Mình là bạn của Vanh. Mình cũng không hiểu mình ở đây là gì đâu. Cho các bạn không cần phải quan tâm đến điều đấy. Ok, cảm ơn bạn. Các bạn không thích cứ quan tâm thôi. Đợi còn đợi, ui, bụi đời thế. Đang phê ạ. Anh này anh ngủ rồi ạ. Ôi, chưa ngủ ạ. Ôi, anh về quay anh trước hả anh? Em là em của anh này. Em là em của anh này. Em của anh này. Không biết em là em của anh Tuyền ạ. Đùa, đây là chúng ta đang ngồi nghỉ giải lao thì chúng ta ngồi đó chơi thôi, còn không biết chúng ta đang làm gì. Rất cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta quay lại cho các ca sĩ hát ạ. À có đây có anh đây ạ. Cho nhìn hình một lửa đấy nhá. Đây ạ, đây nhân vật chính đấy ạ. Em giới thiệu đi, em là ai? Xin chào các bạn, mình là Dương Minh Tuyền. Dương Tuyền đang làm đấy làm gì đấy ạ? Dương Minh Tuyền đang ở đây quay thịt heo. Quay thịt heo đấy. Đấy, cảm ơn mọi người. Đây, Dương Minh Tuyền đang ở đây đang quay thịt heo. Dương Minh Tuyền lại đi xuống cho mọi người hát rồi. Các bạn thích nghe hát đấy, các bạn thích nhìn Dương Minh Tuyền giả đấy nhỉ? Các bạn thích nghe hát đúng không? Ok, Tuyền xuống lại giả mại mấy ca sĩ cho mấy ca sĩ đi hát nhá. Người hãy quên. Đã bảo mắt của Tuyền là trang điểm. Mắt của Tuyền đang trang điểm để chuẩn bị quay tiếp phân cảnh 2 ạ. Phân cảnh 1 đã vừa rồi bị đánh ạ. Phân cảnh 2 của Tuyền các bạn biết là gì không? Mang súng. Tuyền thích chơi súng. Và Tuyền bắn. Tuyền bắn cái thằng nào đánh Tuyền. Đây là dừng lại cái gì? Dừng lại cái kịch bản trước của Tuyền. Em dừng lại. Có cái gì đúng không? hàng này hàng hết đát. Em của Lan Cà Phê hàng hết đát ạ. Bao giờ em? Đây là các nhân vật đóng cùng Tuyền. Đây chính là nhân vật đấm Tuyền ạ. Nhân vật này thì sẽ bị Tuyền cầm súng bắn chết. Đấy, hàng đầu Sương Châu luôn. Dương Minh Tuyền thì đang bị chuẩn đúng rồi.
MV rồi. Nói lại cảnh diễn tả lại cái sự sự gì các bạn biết, diễn tả lại cái cuộc ăn chơi của Tuyền sau xảy ra mâu thuẫn đánh nhau và đi tù. Các bạn hãy chờ nghe. Họ tiếp tục lại chương trình là hết phút, hết thời gian quảng cáo thì để chúng ta đến lượt gì? Chúng ta đến lượt diễn nhá. Tiếp tục thôi bà con. Tiếp tục cái gì nữa hả anh? Em làm bài gì hết đó, chất chất đi. Bài gì? Em hát đi. Hát một bài nào chất chất đi. Mà hát chính hát. Nhưng mà không biết này. Tại giọng giọng. Này em thích như thật mà. Ờ chân chân chân. Sao lại ca sĩ Ngọc Trinh lại tiếp tục thể một bài nhỉ? Trinh. Mày đi em. Nào nào nào. Nào nào. Hay để anh ngồi dưới đi. Đánh ngồi dưới đi. Ngồi dưới chạy theo những thứ xa hoa. Rồi thì bán thân bán nhà. Em bán thân ta, mà bên chạy theo đại gia. Rồi thì bước nhau ra. Rồi rồi. Như thế có mệt quá không? Yêu anh thì mình sống. Có con loa chứ nhỉ? Hơi cha đâu. À ở đây có con loa mà lúc trước nào nhỉ? Lúc lấy không nhắc kém tiền. Ta cho bài như nào. Bà đeo khách sức lại quanh mọi người mở bán loa gì to. Quay là Bluetooth. Loa Bluetooth chính xác mà. Sắp được tuyệt, sắp ra MV rồi các bạn ạ. MV nói về cuộc sống nơi xa hoa phồn thị và cái quan trọng là gì? Các bạn có biết quay hay không? Quay cái này cái quay rồi. Cuộc ăn chơi của Dương Minh Tuyền. Và cái kết là va chạm với nhau. Tôi lổ súng, bam, bắn đi tù. Lổ súng ai? Lổ súng chính cái thằng đập vào mắt Tuyền ạ. Đây ạ. Còn đây là mi sói ạ. Các bạn có nhìn rõ đây là mi sói, phải mi sói không? Không, dạ. Các bạn mi sói ạ. Thế đây là mi gì ạ? Mi đói ạ? Mi đói. Mi đói, ờ vâng, ok. Chào em cái nào, chào Đức Nguyễn nhá. Ok, bây giờ Tuyền không ngồi trước màn hình nữa. Ngồi trước màn hình sẽ làm xấu cái màn hình. Để dành lại cho hai cô diễn viên Kim Mười Mẫu. Đây là cô em tôi. Quen biết nhau đã hơn 3 năm rồi. Quen biết từ lúc Tuyền mới bước chân vào chơi Facebook. Thì bây giờ là gặp lại. Tôi nhận ra em ý và em ý bảo ô anh vừa hôm qua vừa gặp anh mà điêu gặp hóa ra gặp trên Facebook. Rồi tôi trả lại Facebook cho hai em nói nhá. Ok chào mọi người. Bóp vú hai con kia đi không được, nói bệnh tranh thần. Trần Thanh nhá, đây là hai người con gái. Còn cậu lúc ấy mình bóp vú là cậu ấy là con trai đóng giả con gái, hiểu chưa? Phải hiểu chưa? Facebook này không được nói bệnh nhá. Để chào tạm biệt cho hai em mình hát nhá. Em ơi, anh nhận hai em đấy. Trời, nhờ hai em có biết cái đề đâu. Trời ơi, trời ơi. Nhiệm cho em ăn. Trời ơi, trời ơi. Tại sao? Anh nói áp em nhé. Em follow em nhé. Tên là Nguyễn Thị Trinh. Bạn nào muốn áp cho mất mình thì gửi về đích thảo thủ đô nhá. Trời ơi. Mi ký kết là cái gì? Mi cà vè á? Cú thấp, làm gì có cú thấp ở đây? Cú thấp không có. Hello anh Quá Liều. Chào tất cả mọi người. Nói chung là mọi người cứ like mạnh cái video này lên nhá. Add Facebook nhau đi nào. À gửi link Facebook vào đây này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ngương chiếm mi chó sói á. Ôi mi không phải là mi chó sói. Mi một là sói hẳn mà cáo hẳn chứ không có từ chó sau rồi mới đến từ sói nhá. Em ơi chị yêu kìa. Chào mọi người, chào anh Nam, chào bé Ly, chào em Đạt, chào Văn Long. Buồn ngủ lắm rồi. Anh Tuyền ơi. Thôi anh tắt, mình tắt đi, anh làm việc mình đó, mình cứ tắt đi. Tắt đi. Vâng. Nào, gặp anh ngủ Tuyền à? Nốt lần nhá. Ngủ à? Gặp anh Tuyền nốt lần nhá. Ngủ. Anh bye bye mọi người đi, anh lại từ lần. Hai chị em cho Facebook đi nhỉ? Facebook em là gì nhỉ? Mi sói là Thảo Thu Đỗ nhá. Thảo Thu Đỗ, à Vân La Vicupia. Facebook của
em Trinh là hơi bị hot, bán hàng online cực chuẩn. Về còn đây là Facebook Thảo Thu Đỗ, em ngồi đây. Chúng ta biết nhau mấy năm nhỉ? Nick Thảo Thu Đỗ nhá. Anh nói chuyện với mọi chúng người. Chúng ta biết nhau mấy năm. Chúng ta đã biết nhau hơn 100 năm rồi. Không hỏi thật. 35 rồi. Biết em Thảo rồi, rồi là em Trinh 35 đã đến quán của Tuyền ăn. Sau một lần em đi các em đi hát diễn hài kem xôi ở sân khấu. Anh Khá có quay video anh Khá có nhá. Anh Khá đang quay video trên khác. Phân cảnh của anh Khá đang quay, phân cảnh của Tuyền quay xong rồi và còn một đoạn chốt là Tuyền sẽ kéo đầu gấu đến quán karaoke đánh nhau và nổ súng. Bạn hãy chờ đón. Đây nhá. Anh đây. Nick này nha mọi người. Cái nick Thảo Thu Đỗ nhá. Ok điện cho anh nhá. Ok này, add Facebook nhau nhá. Ok em. Các bạn chờ tí, Thảo Thu Đỗ sẽ hát tặng các bạn một bài nhé. Các bạn thích bài gì ạ? Bây giờ ca sĩ đâu ạ? Ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng ạ, ca sĩ thì đã hát rồi. Nhưng mà chờ bạn lâu quá. Còn bây giờ chờ em Mi Sói sẽ hát tặng các bạn một bài nữa. Không, Mi Sói tạm dừng rồi. Bây giờ cho anh Tuyền đẹp trai hát. Anh không biết hát, Mi hát cho anh bài. Mi chưa bao giờ được nghe anh Tuyền hát. Bây quá. Giờ con này điêu nhỉ, nói nhiều vào một phát mặt kính nước nốt cả mồm bây giờ. Thế đêm hôm qua đúng không? Bị súng của anh vả đầy mặt một chút chưa à? Ca sĩ đâu hả anh Tuyền? Anh Khá Bảnh có đó không? Anh Khá Bảnh, nó bảo Khá Bảnh đang quay MV trên tầng. Anh Khá Bảnh đang quay nha. Kịch bản thì mình không thể tiết lộ được. Mình chỉ tiết lộ phân cảnh kịch bản của mình thôi. Nhờ, các bạn hãy chờ. Triển lại vụ hot face ở sân cầu gỗ đi em. Ok anh Khổng Quang đấy. Nhắc lại với mọi người là chị anh Khổng Quang là người làm cái vụ show đó. Tất cả các hot face đều về diễn ở sân cầu gỗ năm 2016, đầu năm 2016. Anh bị làm sao? Không kết được quá lượng bạn rồi. Em có thể kết Facebook Nguyễn Việt Trinh, có thể Facebook Nguyễn Việt Trinh giả. Phải vào Facebook của anh. À đây rồi. Một nhân vật chính được đóng vào trong phim của UB là nhân vật người có thật nhá. Em lại lên hình từ lý đây. Em giới thiệu là bà con đi ạ. Anh chào em giới thiệu. Em hãy chặt chém. Rồi chín lấy giờ luôn. Thấp rồi anh ạ, kéo rồi. Em hãy giới thiệu về thông tin của mình đi. Em hát tặng mọi người một bài đi. Đóng trên phim của Tuổi Mô Bê, mặt em to như cái lạnh nhưng mà ngoài đời mặt em bé lắm. Tại vì kia là nó zoom mặt. Hiếu ơi. Ôi Hiếu ơi, không ra xem Nguyễn Việt Trinh vừa. À Hiếu ơi. Trong phim Tuổi Mô Bê em làm nhân vật gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Phương Hết Đát, à quên, Phương Cà Ve. Đấy Phương Cà Ve mà người mặt bé son mà Hiếu thích đấy. Hiếu ơi, nhìn Phương Cà Ve thật. Phương gật nha, không phải Phương trả vợ đâu. Phương hát tặng anh bài đi. Phương đấy đấy, bảo em này mà ngắm em từ đầu phim mà bây giờ không thấy. Nick chính anh đâu mà sao không dùng anh Tuyền. Nick chính của anh tối mới mở nhá. Mắt của anh à, mắt của anh bị Phương Hết Đạn đánh. Anh đây chào em hát tặng bài đi. Chào mọi người nhá, mình là Cao Dập Anh. Hôm nay mình rất vui khi có mặt ở tại livestream của anh Tuyền. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nhá. Em hát đi Phương. Em hát chào mọi người bài đi. Mọi người nhớ đăng ký kênh Tít Thò Lò để theo dõi phim của mình nhé. Bảo hát thì không hát thì cứ đăng ký. Biết hát. Giờ anh chỉ đóng ở phần 1 thôi ạ. Bây giờ ông Cấn bị đập động thiên thai nên là giờ anh phải đầu quân cho Minh Tít nhá.
Phạm Quỳnh, không biết là bạn này ở đâu nhờ, thấy bạn đầy hình xăm có vẻ